Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Chúng Tôi Muốn Biết. Vị khách mời của chúng ta hôm nay sẽ là Dòng Chí Ác. Xin ông hãy tự giới thiệu. Chào quý vị, tôi là Đồng Chí Ít. Tôi đã theo đảng được 51 năm rồi đó. Thời đại này vẫn còn những người theo cộng sản 51 năm đó. Hồi đó tôi là y tá, còn giờ tôi là thủ tướng. Cảm ơn ngài thủ tướng. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu câu hỏi số 1. Giải thưởng 1 triệu đô la. Ai là thủ phạm ký công hàm 1958 giao Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam cho Trung Quốc? A. Lê Duẩn. B. Phạm Văn Đồng. C. Hồ Chí Minh. Và D. Đảng Cộng sản Việt Nam. Đề nghị đổi câu hỏi. Trước khi bắt đầu câu hỏi mới, xin hỏi ngài thủ tướng đang đọc tài liệu gì đó? 12 tuổi tôi vô rừng theo đảng. Thiệt ra tôi có biết đọc biết viết cái gì đâu. Không cần đọc tài liệu thì ai cũng biết đáp án chính là Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Hồ Chí Minh chỉ đạo Phạm Văn Đồng bán Hoàng Sa cho Trung Quốc. Sao trời tự nhiên tối quá vậy nè? Đủ mẹ mày là bắt Hồ sống dậy luôn rồi nè. Ghê vậy, đem chôn đi. Câu hỏi tiếp theo. Sau hội nghị Thành Đô năm 1990, Đảng Cộng sản Việt Nam đã bí mật thỏa thuận với Đảng Cộng sản Trung Quốc những điều gì? A. Cắt đất bán biển cho tàu. B. Bỏ tù những người yêu nước. C. Tụi bay muốn phản động hả? Không phải. Tao cấm tụi bay không được đụng tới Trung Quốc. Câu trả lời là tất cả những điều trên. Tụi bay đụng vô Trung Quốc tao bắt bỏ tù thấy mẹ tụi bay á. Họ muốn bỏ tù hàng ngàn người tham gia chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết hay sao? Nói chuyện có đảng và nhà nước lo. Muốn tao gọi công an bóp cổ tụi bay không? Câu hỏi cuối cùng. Một U V B C T Trung ương đảng cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam tham nhũng nhưng không bị kỷ luật. Có biệt danh Đồng Chí Ít là ai? Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng, Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Trần Đại Quang. Đủ mẹ. Đủ mẹ.